Giám sát phải cho ra được sản phẩm cuối cùng là những kiến nghị đề xuất xác đáng về đào tạo sử dụng nguồn nhân lực. Đây là ý kiến của các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên thảo luận sáng nay về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2024. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Song làm thế nào để khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ, đào tạo bám sát nhu cầu thị trường là những vấn đề Chủ tịch Quốc hội đặt ra cho đoàn giám sát. Đào tạo ra thì phải có việc làm. Đào tạo đúng ngành nghề. Chứ bây giờ ở trong nước chúng ta thì các đồng chí thấy có một cái thời gian là coi như là học theo phong trào, học là vi tính, rồi học quản trị kinh doanh, rồi học các cái lĩnh vực là xã hội học. Thấy cái gì dễ thì đăng ký học. Học ra thì coi như là không có việc làm. Nó nói là thầy nhiều hơn thợ. Theo kế hoạch, đoàn sẽ giám sát trực tiếp tại 10 địa phương và đối tượng giám sát là Chính phủ, Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành và các bộ liên quan. Các ý kiến đề nghị đoàn cần xác định rõ trọng tâm, tránh giàn trải. Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật thì đối tượng giám sát của chúng ta nó rộng lắm. Nhưng bây giờ trọng tâm là đối tượng nào? Thì bây giờ trong này mình cũng xác định trọng tâm. Trọng tâm là các chính phủ và các bộ ngành, các địa phương chỉ là khảo sát thôi. Mà chính những cái địa phương ta chọn đi mới là giám sát trực tiếp, còn lại là khảo sát. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, trưởng đoàn giám sát đề nghị đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lên được một kế hoạch giám sát hiệu quả. Thường trực đoàn giám sát phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu lựa chọn một số nội dung trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên phát triển của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo để tổ chức hội nghị hội thảo lấy ý kiến chuyên gia một cách hợp lý, đảm bảo đầy đủ căn cứ khoa học thực tiễn để phục vụ cho việc hoàn thiện báo cáo và các kiến nghị đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền. Bám sát định hướng của Nghị quyết Trung ương 13, xác định phát triển nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược. Cuộc giám sát sẽ đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, kết quả và tồn tại, từ đó kiến nghị giải pháp để phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.